cánh đồng xã Gáo Dòng thuộc huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp những ngày này đã và đang bắt đầu xuống giống cho vụ lúa đông xuân. Lúa đã được 5 đến 7 ngày sau sạ, nhiều cánh đồng đã bị ngập nước do mưa liên tục kéo dài. Nhưng với nhiều nông dân mối lo về ốc bươu vàng này đã bớt đi phần nào do đã được kiểm soát khá tốt và hiệu quả ngay từ đầu. Có nhiều cách, nhiều thời điểm được nông dân ứng dụng để diệt ốc bươu vàng. Trong đó cách phổ biến là dùng bã mồi để diệt ốc. Thông thường, đồng ruộng sau khi được trục trạc và làm đất thật kỹ, mực nước được giữ trên mặt ruộng từ 3 đến 5cm. Lúc này, nông dân sử dụng bã mồi để dẫn dụ ốc. Đây là một trong những cách diệt ốc bươu vàng phổ biến được nhiều nông dân ứng dụng. Anh Lê Minh Tiến ở ấp 4 xã Gáo Dòng có 4 hecta lúa cấy được áp dụng cách làm như vậy. Trục thế xong thì tôi gãi thuốc ốc, xả thuốc ốc rồi khoảng chừng 5 buổi sau tôi mới cấy, thực hiện tiến hành cấy. Thì trong thời điểm đó, tới thời điểm cấy đó thì ốc đã chết hết rồi, hoàn toàn rồi. Thì khi mà cà lúa tôi cấy xuống thì nó rất là an tâm. Thuận lợi là bã mồi trừ ốc anh thiết hạt nhuyễn chậm tan có tác dụng dẫn dụ ốc bươu vàng nên tiêu diệt ốc hiệu quả hơn. Anh thiết thì nó hột nhỏ nè, là nó cho mau chìm, nó chìm xuống nước được, và nó có cái đó là nghe có mùi sắc, nó là dẫn dụ được, nó có mùi thơm dụ ốc. Thì khi mà gãi ở đây thì ốc nó xa xa nó cũng tiến ăn được, và tiêu diệt ốc trên mặt ruộng, mà mặt độ ruộng ốc mình nó sẽ tốt hơn. Với nhiều nông dân, mối quan tâm nhiều trong việc trừ ốc bươu vàng đó là với những ốc có kích thước nhỏ. Vì vậy, để diệt trừ hiệu quả hơn thì nhiều nông dân phải cần đến 2 lần diệt ốc. 4-5 năm trở đây thì hầu như mùa nào cũng rất là nhiều, rất là dữ. Nhưng mà tôi sợ nhất là con ốc bươu vàng, ốc nhỏ, con nhỏ nhỏ khoảng chừng ngón tay. Thì ốc lớn thì mình xạ thuốc bã mồi thì nó ăn rất là tốt. Nhưng mà con ốc nhỏ thì tôi thấy thì nó không biết nó có ăn hết hay không, nhưng mà thấy hầu như nó còn lại rất là cũng khoảng chừng 15-20%. Tiên là xịt trước khi làm đất. Rồi làm đất xong rồi khi mình xuống giống xong rồi mình sẽ xạ bã mồi lót lại thêm một vụn nữa. Thì tôi trục xới xong rồi tôi mới giữ nước lại, thì 2 đêm cho nó lắng nước trong lại. Tôi mới xịt thuốc amuma. Con ốc dưới nó bò lên là nó cũng vẫn chết hết. Với cái tỷ lệ hạt nó rất nhỏ và rải xuống là nó chìm nhanh. Do đó là con ốc nó nhanh nghe bắt được cái mùi dẫn dụ đó. Nó tới nó ăn. Khi ăn xong thì nó sùi bọt và nó nhả nhớt là nó chết rất nhanh. Từ con ốc nhỏ đến ốc lớn chết rất là hiệu quả. Thì với cái lợi thế là một ký này nó rất nhiều hạt, trên 200.000 hạt. Thành ra bà con có thể rải từ một công tầm cắt cho một gói này cho đến 2 công tầm điền cho một gói một ký này. Thì ốc lớn ốc nhỏ nó sẽ chết rất hiệu quả. Thì bà con làm đất xong mình nên để nước lắng trong lại rồi mình rải thuốc và để một đêm sau thì là nó ăn, rồi sáng mình khai nước ra thì mình xả lúa. Xả lúa mà trong điều kiện gặp mưa như thế này như những cái đêm vừa qua thì bà con cũng nên kiệt nước ra, nhanh chóng mình chắp nước ra rồi mình rải dặm thêm lại những cái chỗ đường nước hoặc là những cái chỗ lung để diệt hết những con ốc mà nó mới chui lên sau, để tránh nó ăn mình rất tốn cái công cái dặm. Còn cách thứ hai nữa, bà con có thể sử dụng cái thuốc phun albuma. Thì cái thuốc này xử lý nó rất là đơn giản, bà con có thể làm trước khi làm đất, làm chừa nước trong ruộng 3 phân 5 phân, thấy nước nó đang trong ốc nó đang bò vậy thì mình phun liền. Như vậy thì nó sẽ tác động rất nhanh và nó chết cái những con ốc. Cách thứ hai là bà con cứ việc làm đất đi, rồi mình chắc bớt nước ra, mình để khoảng 3 phân 5 phân thôi, nước nó lắng trong lại một đêm. Thì nước trong vậy thì ốc nó bò lên thì mình phun liền, mình để là một bữa hai bữa đó mình bắt đầu mình xả lúa. Với albuma này thì bà con lưu ý là khi phun thì mình phải là chừa mực nước từ 3 đến 5 phân thôi, nước cao quá thì mình xài cái liều nó phải cao lên.
để hạn chế cạnh tranh với lúa trồng, đồng thời nâng cao năng suất, chất lượng lúa hàng hóa. Việc quản lý cỏ và các loại cỏ khó trừ cũng là mối quan tâm của nhiều bà con nông dân ở đầu vụ đông xuân. Tại các cánh đồng thuộc địa bàn xã Gáo Dòng mà chúng tôi có dịp ghé thăm, đồng ruộng được chuẩn bị khá kỹ. Từ khâu làm đất đến việc chọn giống, gieo sạ hoặc cấy, đến việc quản lý các loại dịch hại ở giai đoạn trước và sau sạ đều được tuân thủ. Khâu làm đất, đánh bùn, đánh đường rãnh thoát rất được bà con chú trọng nhằm giúp hạt giống bắt rễ nhanh, nảy chồi mạnh và hạn chế dồn giống, nhận giống cũng như dễ quản lý cỏ sau này. Ngoài việc sử dụng giống xác nhận, chân ruộng được quản lý tốt từ vụ trước. Cách làm này sẽ góp phần hạn chế lúa cỏ và các loại cỏ khó trừ hiệu quả hơn. Đặc biệt, thời điểm diệt cỏ và lúa cỏ bằng thuốc tiền nảy mầm Sofit được người nông dân nhiều kinh nghiệm đúc kết như sau.